Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Và trên tay mình đang là một chiếc điện thoại rất là lạ đến từ Sharp. Đó chính là chiếc Sharp AWS S2. Thì đây cũng là cái nhân vật chính mà mình trên tay trong clip hôm nay. Đầu tiên thì các bạn có thể thấy đập vào trong mắt của mình hay là các bạn ấy, thì nó chính là cái sự khác biệt về cái màn hình. Nhưng mà để qua đây, chúng ta tìm hiểu về cái mặt sau trước. Thì cái mặt sau máy có một cái thiết kế khá là bóng bẩy. Ở đây mình đang có cái phiên bản màu đen này. Nhưng mà cái này nó không phải làm từ thiết kế kim loại bậc kính mà là mặt sau của nó là làm mặt nhựa. Ở đây thì chúng ta thấy nổi bật với là cái cụm camera. Nó được đặt dọc như thế này, giống như là chiếc iPhone 10 vậy. Ở dưới này chúng ta sẽ có đèn flash. Thì đây bao gồm một camera chính với độ phân giải là 12MP khẩu độ là f1.8. Một camera phụ là 8MP khẩu độ là f2.0. Thì cái này hỗ trợ là chụp ảnh xóa phông. Cái này là logo của Sharp. Thì cái chiếc điện thoại này nó có một cái khung viền là bằng kim loại nên là nó rất là cứng cáp. Ở cạnh trái thì các bạn sẽ có một cái khe SIM này. Ở cạnh phải thì các bạn sẽ có hai cái nút tăng giảm âm lượng và nút nguồn. Nó được cắt theo kiểu là vát kim cương ấy, nên là trông sáng bóng rất là đẹp. Ở phía trên thì chúng ta không có gì cả. Ở cạnh dưới thì các bạn sẽ có một cái cổng USB Type-C này, một cái loa ngoài và một cái mic giả loa. Và chiếc Sharp AWS S2 này thì nó lại không có cái jack cắm tai nghe 3.5. Và rõ ràng nhất chúng ta có thể thấy đó chính là cái màn hình của nó. Màn hình này rất là đặc biệt ấy. Và máy thì sở hữu một cái màn hình với kích thước là 5.5 inch. Nhưng mà vì với tỷ lệ là 17:9, một cái tỷ lệ cũng khá là dị, nên là trong chiếc máy này nó rất là nhỏ gọn, chỉ tầm khoảng là như một chiếc máy 5 inch thôi. Bởi vì hai cái viền hai bên này và cả cái viền ở trên nữa nó cũng rất là mỏng. Và cái làm cho chúng ta hơi bị ấn tượng đó chính là cái lõm ở đây. Thì ở vị trí này đó chính là cái vị trí mà chúng ta đặt cái camera selfie với độ phân giải là 8MP này. Và cái chiếc Sharp AWS S2 này nó có một cái loa ở phía trên nữa. Thì trên này chúng ta sẽ có một cái loa thoại. Nó làm rất là tinh tế và nhỏ nên là hầu như là nếu mà các bạn nhìn xa các bạn sẽ không thấy được điều này. Thêm một cái nữa đó chính là hai cái góc ở hai bên. Nó thay vì là nó vát nhọn như là ở cạnh dưới, ở góc phía dưới, thì nó lại theo kiểu là vát chéo lên hẳn. Nó không có bo cong như là chiếc Galaxy S8 hay là iPhone 10 cả. Vát luôn như thế này cho khác biệt luôn. Và rõ ràng cái điều mà mình muốn nói với các bạn chính là cái phần màn hình của cái chiếc điện thoại này. Thì với kích thước là 5.5 inch, độ phân giải là Full HD Plus. Thì với cái màn hình của Sharp thì trước giờ thì vẫn luôn là một hãng làm màn hình rất là tốt rồi. Thì màn hình này cho một cái độ hiển thị màu sắc tươi này, nịnh mắt, nói chung là có phần hơi nịnh mắt ấy. Với một cái tỷ lệ màn hình là 17:9 như thế này thì Sharp họ cũng đã đang cố gắng để mà hoàn thiện để cho nó thích nghi tốt với những cái ứng dụng. Khi mà các bạn vào ứng dụng ấy thì nó vẫn sẽ full tràn lên phía trên này. Đấy, các bạn có thể thấy. Tuy nhiên thì cái phần lõm đen này nó hơi khó chịu với một số người, nhưng mà mình cũng sử dụng iPhone 10 được vài một khoảng thời gian thì mình cũng thấy nó na ná, nó quen với kiểu này rồi. Khi mà các bạn xem clip ấy thì chúng ta sẽ có hai trường hợp. Đấy, Sharp sẽ cho các bạn chỉnh theo tỷ lệ là 16:9, có nghĩa là nó không có bị ăn lệm vào trong cái phần camera selfie. Hoặc là các bạn có thể điều chỉnh cho ra chế độ 17:9 thì nó sẽ hơi ăn lệm vào trong cái phần camera selfie này. Ở này thì các bạn có thể tùy chỉnh vào trong cái phần cài đặt. Với một cái tỷ lệ màn hình như thế này thì các bạn vẫn có thể trải nghiệm xem các clip đầy đủ bình thường. Và tiếp theo thì với một số cái ứng dụng, ví dụ như là AnTuTu Benchmark thì nó vẫn hiển thị theo tỷ lệ là 16:9. Đấy, còn ở phía trên này chúng ta sẽ hiển thị một số cái thông báo, rồi wifi hay là dung lượng pin ngày giờ thôi. Và một cái điểm cộng của chiếc Sharp AWS S2 này đó chính là cái phần phím điều hướng ảo ấy. Thì các bạn có thể lựa chọn là ẩn hiện tùy vào các bạn yêu thích. Ví dụ như các bạn ẩn đi rồi, mình thì đã ẩn rồi, thì các bạn sẽ thay thế, ví dụ như là back thì các bạn chỉ cần chạm vào cái cảm biến vân tay ở chỗ này. Đây là cảm biến vân tay một chạm, thì các bạn chạm một lần thì nó sẽ back ra ngoài này. Hoặc là các bạn nhấn giữ, không phải nhấn giữ mà các bạn giữ, chạm giữ thì nó sẽ trở về home. Hoặc là muốn mở đa nhiệm ấy thì các bạn chỉ cần vuốt qua bên trái, hoặc là các bạn vuốt qua phải thì nó sẽ mở về đa nhiệm. Nói chung là cái thao tác này cũng rất là tiện lợi. Tuy nhiên một cái nhược điểm đó chính là cái nút home này nó hơi nhỏ một tí, nên là khi mà các bạn sử dụng ấy thì lúc đầu thì sẽ hơi không có quen với cái vị trí này, bởi vì chúng ta hầu như là không có cảm nhận được nó. Và một điểm tiếp theo muốn nói đó chính là về cấu hình. Thì trong tầm mức giá là 6.990.000 đồng thì chiếc Sharp AWS S2 này nó được trang bị con chip Snapdragon 630, RAM là 4GB, bộ nhớ trong thì lên hẳn 64GB. Về camera thì như thế nào, mình sẽ vào camera này. Thì cái phần giao diện của camera nó cũng rất là quen thuộc với các hãng gần đây. Ví dụ như chúng ta cũng có kiểu như là giống iPhone này hay là Oppo thì họ cũng đều làm theo cái kiểu như thế này cả. Và chiếc Sharp AWS S2 này nó sở hữu là hai camera, thì chúng ta sẽ có một cái tùy chọn đó chính là hiệu ứng bokeh. Thì cái này nó dịch hẳn sát nghĩa với tiếng Việt luôn ấy, nó ghi là bokeh luôn ấy.
Rồi các bạn sẽ có thêm một số cái chế độ như là làm đẹp này, pano, chế độ pro chỉnh tay, hoặc là các bạn có một số cái tùy chỉnh trên này, như ảnh tròn, tách nền, thủy ấn. Thì với cái chiếc shop này mình thấy nó có cái hiệu ứng tách nền thì nó tách cũng khá là ổn ấy. Kiểu như các bạn chụp nó tách đấy, mình đã tách thử một số nền này, sau đó nó sẽ tự động nó ghép qua một số cái nền khác, trông cũng hay hay. Đây là thêm một số hình này nữa này. Đấy, nó sẽ cho chúng ta lựa chọn cái background phía sau để ghép. Thì cụ thể về camera chất lượng như thế nào ấy thì mình sẽ có một cái bài đánh giá chi tiết về camera của con này sau nhé. Nhưng mà cơ bản cái trải nghiệm ban đầu của mình với camera Sophie của nó thì đẹp đấy. Như vậy thì với tất cả những gì mà Sharp mang lại cho chiếc Sharp Awad S2 ấy, một cái màn hình 5.5 inch này với tỷ lệ 17:9 rồi, nhưng mà đặc biệt đó chính là nó theo cái kiểu là mỏng, viền siêu mỏng, mỏng trên này, hai bên này, rồi cho chúng ta một cái trải nghiệm với một chiếc điện thoại rất là khác lạ, một thiết kế đẹp, ổn, cầm chắc tay. Và mức giá thì khỏi phải nói rồi, trong tầm khoảng 6-9-90 nghìn đồng, thì đây là một mức giá chính hãng mà mình nghĩ là con này là một đối thủ đáng gờm trong cái phân khúc này. Còn các bạn cảm thấy cái chiếc Sharp Awad S2 này như thế nào, hãy chia sẻ ý kiến ở comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.